Chiều ngày 9 tháng 7 năm 2019, một cơ sở massage tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bị bắt quả tang có nhân viên nữ kích dục cho khách. Theo thông tin ban đầu, vào 15 giờ cùng ngày, công an vào kiểm tra cơ sở massage Điêu Thuyền trên đường Đồng Đen, quận Tân Bình. Tại đây, công an bắt quả tang trong 3 phòng VIP có nhiều nhân viên nữ đang massage kích dục cho các khách nam giới. Làm việc với công an, các nữ nhân viên khai nhận khi khách vào massage sẽ gợi ý dịch vụ kích dục cho khách với giá từ 1 triệu đến 13 triệu đồng. Với gói dịch vụ cao nhất là 13 triệu đồng, khách sẽ được cùng lúc 4 nữ nhân viên phục vụ. Sau khi phục vụ khách, các nữ nhân viên sẽ nhận ít nhất là 500.000 đồng tiền bo. Chủ cơ sở massage sẽ thu 5% trên tiền bo mà nhân viên nhận được.